Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Hương Đoàn ngày hôm nay nha. Hôm nay Hương sẽ làm một cái video là về một cái con cua mà Tina rất là thích, ngày nào Tina cũng hỏi. Cho nên sáng nay Hương đã đi chợ và mua cho Tina cái con cua này. Hương đã phải đi chợ tới 3-4 lần mới gặp đó cả nhà. Tại vì ở chợ này là chợ nhỏ cho nên không có đâu. Cả nhà có thấy cái càng nó bự chưa nè. Trước tiên là Hương sẽ bẻ mấy cái càng nhỏ cho Tina ăn trước, sau đó là mới đến mấy cái càng bự như thế này nè, rồi sau đó mới tới cái mai nha. Bây giờ Tina ăn cái càng bự này, cả nhà có thấy nó to lắm không nè? Trời ơi, Tina thích ghê gớm luôn. Nhưng mà Tina ăn hết hai cái càng là Tina đã ớn không ăn nổi nữa rồi cả nhà. Hương mua cái cua này mà tới 450 một ký luôn đó, không phải là rẻ đâu nha. Nhưng mà Tina thích ăn thì Hương cũng mua cho Tina ăn luôn. Ngày nào Tina cũng đòi cua hết cho nên Hương phải nhờ người rồi phải dặn đồ nữa đó, tới 3-4 hôm mới có cua đó cả nhà. Hơn sao hôm nay đi ra mua lại được hai con. Hương mua hai con như vậy luôn, nhưng mà Tina thì ăn cái con này là Tina chỉ ăn hết hai cái càng là Tina ăn hết nổi rồi cả nhà. Trời cha, chỉ về chị thấy là con cua mà thích lắm. Tina ăn hai cái càng thì Tina không có thấy ớn, nhưng mà Tina ăn tới cái phần ở phía trong đó, nó có cái gạch đó cả nhà. Cái phần gạch ăn vô nó mau ớn lắm. Tina ăn được có 2-3 cái là Tina không ăn nữa luôn. Chứ nếu như mà Hương mà biết Hương chỉ cho ăn thịt thôi, không ăn trúng cái gạch đó thì Tina có lẽ chắc sẽ không ăn nữa đó. Nhưng mà trời ơi, đúng là cái con cua mua đúng là đáng đồng tiền luôn cả nhà. Nhìn cái càng là đã thấy đã rồi nè, thấy chưa? Chứ mình mua cái cua nhỏ thì nó rẻ chứ, nhưng mà thịt nó cũng đâu có bao nhiêu đâu, mà mình ngồi rửa cũng mệt lắm nha. Ăn con cua nó cũng lành hơn con ghẹ nữa đó. Hương ăn Hương cảm nhận được là cái con cua ăn nó sẽ ngọt thịt hơn cái con ghẹ nha cả nhà. Mình ăn cái con cua nó cũng chắc hơn con ghẹ nữa, có điều là cái vỏ nó hơi cứng một tí xíu thôi. Mình chịu khó thì mình sẽ có ăn ngon hơn ha. Ông bà cô chú có thấy Tina ăn ngon không nè? Tina ăn một lần là cầm hai cái càng luôn đó. Tina thích như vậy á, kiểu như là vừa ăn vừa thấy vui nữa, mà vừa lại ngon nữa chứ. Cho nên Tina rất là hứng thú đó. Thôi, video của Hương đến nay cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha. Ồ, cái phần cuối cùng của mình nè.